100 cấu trúc nói tiếng Anh thông dụng phần số 45. The structure today is complain about something or somebody. Complain about something or somebody. Phàn nàn về cái gì đó hay ai đó. Teachers complain about their naughty students. Teachers complain about their naughty students. Những người giáo viên phàn nàn về những học trò nghịch ngợm của họ. Parents are complaining about their children. Parents are complaining about their children. Những bậc cha mẹ phàn nàn về những đứa con của họ. Jennifer complains about the company policy. Jennifer complains about the company policy. Jennifer phàn nàn về chính sách của công ty. Và ví dụ của bạn là gì? Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhé.